Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Vũ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là SUVAP của dòng xe Mitsubishi Mirage và dòng xe Mitsubishi Attrage đều SUVAP. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà chúng ta làm lại hơi thì bắt buộc anh em hay phải thay cái SUVAP này. Thì SUVAP này nằm trong hệ thống động cơ. Thì khi mà anh em cần phải thay thế thì các bạn vui lòng đến Vũ Tùng Mitsubishi An Việt, website vutungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm Vũ Tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em với hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng của tất cả chi tiết Vũ Tùng dòng xe Mitsubishi này.